Trong cộng đồng gaming gear, hoặc là nói đơn giản là anh em nào mà thích tai nghe gaming thì có lẽ là không lạ lẫm gì về cái line up series gaming của tai nghe JBL. Và mình đã có một con JBL Quantum 800 ở đây. Đây là sản phẩm của mình, không phải mượn hãng cũng chả phải mượn cửa hàng. Nó là mình mua cũng được vài tháng rồi. Và thực ra sản phẩm này thì cơ bản là chả có ai được tài trợ cả, nên là cứ tự mua tự dùng. Và video này là một cái video thực sự đứng từ góc độ của một người dùng cá nhân. Ở những cái điểm mà mình chia sẻ trong video này, mình nghĩ là nó sẽ hơi bị gọi là negative một chút đối với sản phẩm JBL Quantum 800 này. Tại sao mình lại không quá hài lòng và tại sao mình lại không thích cái sản phẩm này lắm? Thực tế là mình đang định bán nó đi cơ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này. Vậy thì trước hết, đâu là những điểm mạnh của Quantum 800 và tại sao mình lại mua chiếc tai nghe này từ ban đầu? Thì rõ ràng đầu tiên nó là về thiết kế và thương hiệu. Mình thì đã dùng rất là nhiều đồ của JBL. Thực tế là mình đã làm rất nhiều video về đồ JBL, loa Bluetooth không dây JBL ở trên kênh Nam Anh Studio có lẽ là rất nhiều. Và thực sự mình nói thật với các bạn, trong số đấy mình sở hữu cũng phải một vài cái. Mình thích thương hiệu này và mình có niềm tin vào JBL. Đặc biệt là đối với những kể cả tai nghe JBL gaming mới, mặc dù JBL không phải là một hãng gọi là có thâm niên trong cái lĩnh vực làm tai nghe gaming. Về bản chất thì họ không có nhiều kinh nghiệm về tai nghe gaming như các hãng khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với một thương hiệu kỳ cựu như JBL thì họ làm sẽ vẫn tốt. Cho nên là về thương hiệu và hình thức thì mình chọn chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe này có một cách hoàn thiện theo như mình thấy là chấp nhận được. Bởi vì về ưu điểm về cách hoàn thiện này, nó cho chúng ta một cái độ bền rất là tốt. Các bạn có thể bẻ ra bẻ vào, nó rất là bền. Đấy, nó rất là bền. Rồi thì xoay ra xoay vào các thứ này kia, các bạn có thể quăng quật một chút đối với cái tai nghe này cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái nhược điểm của cái thiết kế này là nó khiến cho cái tai nghe nó có bị cảm giác nó ọp ẹp, nó không được chắc chắn. Mình đã dùng khá nhiều những cái mẫu tai nghe có thể nói là rẻ hơn một chút nhưng mà hoàn thiện nó chắc chắn hơn. Thì cái này thì nó vừa là một ưu điểm vừa là nhược điểm. Nếu các bạn không quá quan tâm về cái vấn đề nó bằng nhựa và nó bị ọp ẹp thì đây sẽ là một ưu điểm, bởi vì mình chắc chắn với các bạn là nó bền. Cái tất cả mọi thứ mình thấy ở đây đều hầu như là bằng nhựa, ngay kể cả thậm chí là cái mình hay gọi cái này là cái extension để thay đổi kích cỡ khi đeo, nó cũng là bằng nhựa. Cái đường dây kết nối ở đây thì làm rất là chắc chắn. Họ làm theo một cái kiểu dạng dây dù đặc trưng của JBL với hai tông màu đỏ đen đặc trưng. Đây, cái dây kết nối này nó rất là to bản, được bọc dù tử tế cẩn thận, chứ không phải là như các hãng khác. Những cái dây mà khi mà đi vòng qua headband như này thường là một cái dây mỏng dính nhỏ tí, thì cái này làm rất là ok. Ở phần trên này thì mình thấy là không dễ xước. Mặc dù là bằng nhựa mình cũng chả giữ lắm nhưng mà nó cũng chả dễ xước đâu. Với lại là cái kiểu màu nó hơi bị kiểu nó như nào nhỉ? Matte black, nó khó xước. Chỉ có mỗi tội là hơi bám mồ hôi một tí, trông nó hơi bẩn. Bạn nào mà cứ sờ tay nhiều vào thì nó cũng bẩn. Nhưng mà thôi không sao, cái này mình đội lên đầu nhưng mình có nhìn thấy mấy đâu mà phải sợ nó bẩn. Logo JBL thì được để ở trên headband như thế này. Còn ở mặt dưới, ở đây, ở mặt trong, lớp lót này thì được làm rất là mềm. Mà tiện thể nói lớp lót thì mình phải có một điểm đáng khen cho hầu như các cái line up sản phẩm này của JBL. Họ làm cái lớp lót rất tử tế. Cái lớp lót ở bên tai như này êm cực kỳ. Các bạn áp vào tai, cái lớp lót này nó rất êm, rất là êm, rất là mềm. Đây, các bạn ấn vào các bạn sẽ thấy. Mình không biết nó gọi là cái gì, nó hơi kiểu memory foam, không biết có phải không, nhưng mà nó rất là êm. Nó rất là... nó không quá đàn hồi nhá, nhưng mà khi các bạn ấn vào thì nó sẽ ôm rất khít so với cái khoang tai của chúng ta. Cái kiểu đeo của con này thì nếu như các bạn mà tay bé thì có thể các bạn sẽ gọi nó là over ear. Còn tay to như mình thì mình gọi nó là on ear. Bởi vì là thực ra cái tai mình nó to hơn cái bên trong như thế này. Khi áp vào như thế này thì thực ra nó chỉ đè lên trên vành tai của mình thôi, chứ nó không ôm hết cái tai của mình. Cho nên là theo như mình thấy là cái kích cỡ này thì nó hơi bị lỡ cỡ. Cái ưu điểm tiếp theo là JBL họ làm con tai nghe này có lẽ là tất cả những cái gì mà các bạn cần ở một con tai nghe gaming thì JBL làm cho các bạn hết. Nó quá đầy đủ. Nếu như các bạn đang lựa chọn một chiếc tai nghe để các bạn làm gọi như là mọi thứ thì đây là sản phẩm cho các bạn. Nó có thể kết nối với điện thoại tốt, kết nối với máy tính tốt, làm cái gì cũng tốt. Nói chung là đầy đủ hết tất cả tính năng. Noise cancelling cũng có, Bluetooth cũng có, wireless cũng có, cắm dây cũng có luôn. Cắm dây 3.5 cũng có, mà cắm dây micro USB cũng có. Cái gì nó cũng có. Theo như mình thấy là cái tai nghe này nó chả thiếu một cái gì cả. Tính năng thì rất nhiều. Và chính vì vậy cho nên là nếu như bạn nào có quan tâm mà bạn nào thực sự mua thì mình khuyên là các bạn hãy đọc kỹ và tìm hiểu một vài cái nút đây. Thì mình có thể nói một cách đơn giản ở đây, các bạn chỉ cần quan tâm một vài cái nút chính là ví dụ nút tăng giảm âm lượng và cũng như là nút cân bằng tiếng giữa tiếng gaming và tiếng chat. Cái này thì thực ra nghe nó có vẻ hoành tráng, thực ra nó chả có gì gọi là cao siêu cả. Đặc biệt là khi mà các bạn cắm cái này vào Discord, các bạn dùng với Discord thì nó ghi là Discord Certificate, thì mình cũng chả hiểu là Discord Certificate thì nó có khác gì là cái bình thường không. Nhưng nó chỉ đơn giản là như thế này. Khi các bạn cắm vào máy tính ấy, thì con này nó sẽ phân ra hai đường nghe. Một là cái đường bình thường mình nghe nó sẽ ghi là Quantum 800 game. Và khi mà các bạn nghe tiếng chat ấy, thì nó sẽ ra một cái đường tiếng khác, nó ghi là Quantum 800 chat. Mình nghĩ là chắc phần mềm nó tách ra được hai đường tiếng riêng là Quantum chat và Quantum game. Thì khi mà các bạn sử dụng với Discord, các bạn chọn cái output đầu ra nó là Quantum chat, thì đơn giản là khi các bạn vặn xuống cái mức chat thì cái tiếng voice chat nó sẽ cao hơn, to hơn, còn cái tiếng game nó sẽ giảm xuống để các bạn nghe tiếng đồng đội nó rõ hơn. Còn khi mà các bạn vặn lên mức game thì nó sẽ giảm cái tiếng chat, bởi vì là cái đầu ra của nó đã sử dụng cái output là Quantum chat rồi, cho nên là cái điều chỉnh ở đấy nó rất là dễ. Và thực ra là cái nguyên lý của cái này nó chả có gì là phức tạp cả. Nhưng mà nó cũng hay. Cái này thì cái tính năng này thì thực ra là mình đã trải nghiệm cách đây khoảng độ tầm 2-3 năm. Ngày xưa mình trải nghiệm ở trên con SteelSeries Arctis 7, 2-3 năm gì đấy, ngày xưa mình đã có cái trải nghiệm rồi. Hồi đấy là mình làm content cho anh Vinh Vật Vờ, làm ở trên kênh Vật Vờ, thì mình đã có trải nghiệm con đấy rồi. Và nó cũng có cái tính năng như thế, cân bằng tiếng. Nhưng mà con này thì nó rõ rệt hơn. Thì nói chung là cái tính năng này thì nó không mới, nhưng mà mình thấy đây là một tính năng hay. Cái con tai nghe này thì nó ghi rất rõ ràng left and right ở bên trong này, nó là một cái kiểu rất là đặc trưng. Và cái mic của chúng ta thì được gập rất là gọn. Cái bản Quantum One ấy là cái bản mà có dây thì cái mic nó có thể tháo ra được, còn con này thì cái mic này thì không tháo ra được, các bạn chỉ có thể gập gọn lên. Và thực sự là nó gập thì rất là gọn, và cái mic này thì theo mình nhìn thấy, như mình thấy là nó hoàn thiện rất là tử tế. Có thể bẻ một chút này, đấy, các bạn thấy không? Có thể bẻ một chút như này. Khi các bạn kéo xuống mồm thì các bạn có thể chĩa ra ngoài và cho nó vào tí cũng được. Nó không có vấn đề gì cả. Mình thấy là cái cách mà JBL họ hoàn thiện với các cái chi tiết nhựa của họ là làm rất là ok, rất là ngon. Ngoài ra thì JBL họ còn làm cái phần mềm gọi là có thể như là đầy đủ hết tất cả những cái gì mà các bạn cần quan tâm. Cái phần mềm mà khi mà các bạn sử dụng ở trên giao diện ở trên PC thì các bạn có thể tùy chỉnh cái mức độ chat và game ở trên đó luôn cũng được, hoặc là các bạn xem mức độ pin này, update này, các bạn tùy chỉnh tính năng âm thanh vòm, giả lập các thứ này kia, xem mà DTS 7.1 surround, cân chỉnh các thứ, nó quá nhiều, đầy đủ hết. Và khi các bạn setup xong các thứ ngon lành, các bạn có thể cắm module wireless không dây vào PC cũng được, hoặc là các bạn kết nối Bluetooth với điện thoại cũng được, và cái độ trễ của nó thì rất thấp. Theo như mình thấy là thấp, và mình sẽ test thử cho các bạn xem. Ok. Đây là tiếng từ mic của JBL Quantum 800. Chất lượng thu mà các bạn nghe là do cái đầu mic mà mình đã làm mất cái bông, cho nên là có thể là sẽ ăn một chút tạp âm vào. Mình muốn nói với các bạn về chất lượng âm thanh của chiếc Quantum 800 thông qua cái mic này. Quantum 800 có một chất âm theo như mình thấy là nó phù hợp với đại đa số các nội dung giải trí. Bởi vì đây là một chất tai nghe target và gaming, cho nên là cái form tune âm thì nó cũng rất là thường thấy thôi. Nó sẽ cho chúng ta một giải âm trầm sống động, và cái này các bạn có thể tùy chỉnh ở bên trong phần mềm. Và cái giải âm trầm này theo như mình thấy là mình muốn giảm nó đi một chút, để nó có thể vừa phải thôi. Khi mà chơi game lâu hay là nghe nhạc nó sẽ không khiến mình bị mệt. Giải mid được tô lên khá rõ. Cái này tốt kể cả khi mà các bạn nghe những cái tiếng môi trường, hay là kể cả các bạn nghe tiếng của đồng đội qua Discord, thì cái giải mid nó nhấn lên một chút, các bạn nghe tiếng người rất tốt. Còn giải trap thì tất nhiên với một chiếc tai nghe gaming nó giả lập âm thanh vòm, thì cái giải trap nó cũng sẽ làm đủ để cho các bạn có một cái sân khấu tốt, một cái âm trường tốt, để làm sao mà các bạn cảm giác nó không bị bó hẹp, không bị bí. Nói chung là chiếc tai nghe này mình thấy nó nhấn nhiều hơn vào phần giải bass, còn hai giải còn lại thì nó làm rất là tròn vai. Thế vậy thì nghe có vẻ như là một chiếc tai nghe vô cùng toàn diện và hoàn thiện. Thế nhưng mà tại sao mình lại không thích, và tại sao mình lại có ý định bán? Thứ nhất là mình nghĩ đây là góc độ cá nhân, nhưng mà nếu như các bạn là một người có đầu to như mình thì mình nghĩ là không nên mua sản phẩm này. Đặc biệt là đã đầu to lại còn tai to thì không nên mua sản phẩm này. Tại sao? Quay trở lại lúc nãy mình có nói là con tai nghe này nó với mình nó bị lỡ cỡ. Khi mình đeo vào cái tai của mình, con này nó bị tì ở vành tai của mình chứ nó không thực sự là over ear. Thì khi mà nó tì ở vành tai của mình và nó dùng cái memory foam, nó tì khá mạnh. Thật sự là mình đã nới hết cỡ của cái tai nghe như thế này. Nhưng mà khi mình đeo lên đầu, như thế này, ok, 5 phút, 10 phút, ok. Nhưng bắt đầu đến khoảng 30 phút là thật sự là mình bắt đầu thấy tai mình bắt đầu chịu lực, rất khó chịu. Một game các bạn đánh LOL nhanh thì cũng phải khoảng độ tầm 20-30 phút rồi. Cho nên là chơi một game là các bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Vì nói thật, mình cảm thấy cực kỳ khó chịu chứ. Sau khi chơi khoảng độ tầm 2 tiếng, tiếng rưỡi 2 tiếng là mình cảm thấy cực kỳ khó chịu, nó đau cực kỳ luôn. Nghe đau rát hết cả vành tai, cảm giác khó chịu dã man. Có thể là do form đầu mình quá to. Đây, thì cái form chung của cái tai nghe nó như thế này. Thì rõ ràng là nếu như mà ông nào mà đầu bé hơn thì sẽ bị nó ép vào. Thì cái này nó có thể ép được vào nhiều hơn thì có thể nó đỡ đau hơn. Chứ đầu mình nó to, nó cứ căng ra như thế này nên lực ép vào vành tai mình lúc nào nó cũng rất là nặng và cực kỳ khó chịu. Các bạn chơi game làm sao mà các bạn, mà thực ra là chả phải chơi game, các bạn nghe nhạc hay là các bạn chơi game, làm bất cứ một cái gì làm sao mà các bạn có thể nghe lâu được nếu như mà nó tì khó chịu. Không thể nào mà có thể hưởng thụ được. Mà trải nghiệm tai nghe nó là một cái trải nghiệm mà nó phải nằm ở cả cái cách đeo. Cho nên là với mình nhá, đây là với cá nhân mình, một thằng đầu to như mình đã có đo kích cỡ vòng đầu để mua mũ bảo hiểm rồi. Thì vòng đầu của mình là 65 rưỡi, nhưng mà cái mặt của mình ấy thì nó béo, thế cho nên là cái phần má nó còn nhô ra thịt nữa cơ. Cái vòng đầu bên trên nó là 65 rưỡi, nhưng mà khi mà úp đến phần tai này thì cái phần quai xương hàm của mình, cái phần thịt này nó còn dày ra nữa. Thế đâm ra là khi mà mình đeo vào thì thật sự là cái tai nghe này nó khiến mình cảm thấy thật sự là đau khổ luôn, chứ không phải chỉ đơn giản là nó khó chịu nữa. Nó rất là khó chịu. Và cái thứ hai nữa, bởi vì nó chặt như thế, nó bít kín như thế, thì cái điểm mạnh là không cần thiết phải bật Active Noise Cancelling, một cái tính năng rất hay mà cái tai nghe này có. Thì cái Passive Noise Cancelling nó đã rất tốt rồi. Thế nhưng vì nó tì mạnh như thế cho nên nó thành ra bí. Và nó bí, nó nóng. Mình ngồi chơi game, mình bật điều hòa, mình phải bật quạt thẳng ở mặt thì mình mới chịu được. Còn nếu mà mình chỉ bật điều hòa không mà mình không bật quạt thẳng ở mặt thì mình nói thật với các bạn là khó chịu dã man luôn. Nó rất là nóng. Mà đấy là trong thời gian vừa rồi mình chơi khoảng độ hồi tháng 12, tháng 1 các thứ này kia ở miền Bắc thì nó cũng khá là mát, chứ nó không phải là nóng. Mà thật sự là mình đeo con này là nóng. Đấy là hai cái mà mình khiến cho cái trải nghiệm đeo của mình nó xuống dưới mức trung bình, nó quá kém. Có lẽ là lại một câu chuyện quay trở lại là nếu như các bạn mà có cái form đầu nó nhỏ hơn thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn. Chứ còn thật sự con này với mình đeo quá khó chịu. Không, cái chi tiết rất là nhỏ nhặt mà mình nghĩ rằng là mình khó tính. Ừ, ok, cứ chấp nhận coi như mình khó tính đi. Bởi vì đây là cái video rất là cá nhân của mình. Thì đây, cái đầu mút để lọc gió của cái tai nghe này nó rơi, sau khi rơi khoảng độ 4-5 lần thì nó đã mất thẳng luôn rồi. Và mình nói thật với các bạn nhé, mình chả làm gì cả. Mình để trên giá, mình để trên mặt bàn. Mình có cái giá tai nghe mình treo, mình để trên mặt bàn và nó vẫn rơi. Nó vẫn mất. Và sau khi mình nhặt mấy lần trên mặt đất thì có lẽ một ngày đẹp rồi chắc là giúp việc quét luôn rồi. Thế cho nên là nó mất hẳn luôn. Và từ đó là mình không còn lọc gió. Và bây giờ mình đang chưa nghĩ ra là mình sẽ đi hỏi đâu mua. Nên là bạn nào mà mua thì lưu ý nhé. Tốt nhất ấy là dùng xong ấy thì rút cái mút này ra mà cho vào túi quần. À nhầm, cho vào cái hộc bàn ở đấy, cất nó đi. Chứ mình cứ tự tin mình cứ treo như này, xong mình để xong nó rơi mất. Và nó rơi rất nhiều lần. Và cái thứ hai nữa là nó không phải xảy ra với mỗi mình. Ông trong cái thời điểm mà mình mua con Quantum 800 này thì ông editor mình cũng mua con Quantum 600 và cũng mất luôn rồi, để lên mặt bàn, chả mang đi đâu, chả hiểu sao mất. Tóm lại là cái mút của con này rất dễ rơi, nó chỉ là một cái dạng cài vào đây thôi. Đó, thế thôi. Cái mic của con này thì khá là ngon. Mình sẽ test thử tiếng cho anh em xem. Có điều là mình lưu ý nhá, là cái mic này ấy, thì nếu như không có cái mút thì gió nó sẽ vào khá nhiều nếu như các bạn thổi quạt trực tiếp vào. Thì cái này nếu mà các bạn lỡ là mất như mình thì chịu khó bật điều hòa lên và đừng dùng quạt nữa. Thế thôi. Có một cái cuối cùng mình cảm thấy khó chịu về con này, đó là cái phần mềm. Phần mềm làm thật sự là mình không hiểu là ông JBL này ông nên update như nào đấy cho nó dễ hơn, chứ quá khó dùng. Mình không biết là các bạn khác khi sử dụng sản phẩm này nó có bị tình trạng như mình không. Nhưng mà khi mà mình lần đầu tiên mình kết nối giữa con JBL này và con wireless của nó, phiền vãi cả trưởng luôn. Mình cứ mặc định nghĩ rằng là rõ ràng là cái dongle của nó, cái dongle wireless của nó với nó thì sẽ phải auto kết nối với nhau một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Nhưng không, các bạn sẽ phải sử dụng cả dây kết nối. Các bạn kết nối với dây thì các bạn, mình không nhớ cái bước nó như thế nào nhưng mà nó rất là phức tạp. Nó phức tạp cực kỳ. Mà mình tưởng là khi mà mình đã kết nối với cái cục dongle wireless đấy một lần rồi là mọi thứ nó đã trôi qua, nhưng không. Sau khi dùng độ một vài tháng và mình có update phần mềm cho, không nhớ là cho con tai nghe hay là cho con dongle, nhưng khi update lại nó lại bắt mình kết nối lại một lần nữa. Và cả hai lần đó, cái lần kết nối lần đầu tiên và cái lần sau khi update firmware xong kết nối lại thì mình đều phải tra tút ở trên YouTube xem là các ông hướng dẫn như nào. Lần đầu mình kết nối thì mình phải đọc Reddit xem là người ta hướng dẫn kết nối như thế nào. Bởi vì nó phải có những bước cụ thể để kết nối, làm sao mà nó kết nối được, chứ nó không mặc định là hai con đấy kết nối với nhau. Nó rất là dở người. Mình không thể hiểu được là tại sao nó làm một cái kết nối nó khó như thế. Rõ ràng là cái việc mà làm cho người dùng có thể sử dụng cách dễ dàng nó sẽ là một cái điểm ăn điểm. Nhưng mình nghĩ rằng là JBL rõ ràng cần phải update firmware làm sao cho kết nối dễ hơn. Mấy ông mới dùng mà kết nối như này thì gọi là quá phiền. Đấy là những điểm mà mình đã trải nghiệm, và nói chung là những cái gì mình nhận lại ở trên chiếc tai nghe này thì rõ ràng là về cảm giác đeo, khi mà nó khiến cho mình cảm thấy đau khổ như thế thì mình phải bán nó đi thôi, chả cách nào cả. Và video đây là hết rồi. Đó là những cái trải nghiệm cá nhân của mình. Mình cũng chả gọi là thù hằn gì cả. Thực ra mình rất thích JBL, cho nên là cái sản phẩm này thì nếu như các bạn là một người có form đầu nhỏ thì hãy nên mua. Đừng nghĩ nó to như thế này mà nó thoải mái nhá. Đầu to như mình đeo vào rất khó chịu, cho nên là form đầu nhỏ thì hãy mua. Còn video đây là hết rồi. Sản phẩm thì của mình, chả quảng cáo đâu cả. Thế thôi, bye anh em.